Thưa quý vị, gắn kết với nhau, cùng phát triển vượt qua khó khăn, ứng dụng số hóa vào các hoạt động kinh doanh. Đây là thông điệp xuyên suốt cũng như chủ đề năm nay của BNI Toàn cầu đã gửi đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp của hơn 76 quốc gia. Nội dung này cũng là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Better Together Day vừa diễn ra mới đây. Với hơn 250 thành viên, sau hơn 2 năm hình thành và phát triển đã trao cho nhau gần 10.000 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị là 378 tỷ Việt Nam đồng trong suốt thời gian vừa qua. Theo đó thì các doanh nghiệp đã cùng nhau hỗ trợ, tạo giá trị, xây dựng mối quan hệ, niềm tin tưởng với nhau thông qua các phiên business matching giữa mỗi doanh nghiệp để cùng nhau trực tiếp tìm kiếm tiếng nói chung và tạo hướng phát triển. Và ở đây thì mỗi thành viên trong một nhóm được độc quyền đăng ký ngành nghề kinh doanh, vì thế sẽ không có sự cạnh tranh bên trong nội bộ nhóm, mà là sự tận dụng, cộng hưởng lợi thế lẫn nhau để cùng mở rộng tệp khách hàng và hệ sinh thái cho các doanh nghiệp.